Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xe điện Lan Anh sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc xe X-Men GVC F1 này nhé. Giới thiệu với các bạn về chùm chìa khóa. Khi chúng ta mới mua xe, chúng ta sẽ được một chùm chìa khóa gồm có hai chiếc chìa khóa remote và hai chiếc chìa khóa cơ. Và chúng ta muốn mở xe thì chúng ta cũng có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là mở khóa bằng remote, lựa chọn thứ hai là mở khóa bằng cơ. Chìa khóa cơ này thì rất giống với xe máy thôi. Chúng ta cắm vào và chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ để xe đã mở khóa này. Mở khóa xe hiển thị này, chúng ta có thể đi ngay này. Chúng ta vặn ga và chúng ta để đi được. Xe đã lên. Chúng ta muốn tắt xe thì chúng ta vặn chìa khóa ngược chiều kim đồng hồ thôi. Cách mở khóa xe nữa đó, chính là mở bằng chiếc remote. Chiếc remote này thì chúng ta bấm búp 2 lần và chưa tia sét. Đây, vậy là xe đã mở. Chúng ta muốn tắt xe thì chúng ta sẽ bấm 1 lần vào chiếc khóa mở. Vậy là xe đã khóa. Tiếp theo chúng ta muốn kích hoạt chế độ chống trộm là chúng ta sẽ bấm 1 lần vào chiếc khóa đóng này. Để xe đó kích hoạt chống trộm. Đây mình động vào cào xe thôi để kêu lên. Khi chúng ta muốn tắt đi thì chúng ta sẽ bấm 1 lần vào khóa mở. Xe đã tắt đi. Đây mình động vào thì xe sẽ không kêu nữa. Tiếp theo nút còn lại là nút hình quả chuông này. Nút hình quả chuông này giúp chúng ta bấm, khi bấm vào thì xe sẽ kêu lên. Nút này giúp chúng ta tìm xe ở những nơi gửi xe đông đúc. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tiếp đến mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ gồm có số lớn nhất là số km mình đi rồi, km trên giờ mình đi. À, một lưu ý nữa là khi chúng ta mở bằng remote này thì chúng ta không sử dụng được chìa khóa cơ nhé. Và ngược lại đấy, mình sử dụng chìa khóa cơ thì remote cũng không mở được. Nên mình chỉ được lựa chọn một cái thôi. Mình mở cái nào thì mình phải tắt bằng cái đấy. Chứ không mình mở bằng remote thì mình không tắt bằng chìa khóa cơ được. Và lưu ý khi mở thì chúng ta nên đi luôn nhé. Và khi xuống xe chúng ta sẽ tắt xe. Tránh trường hợp chúng ta mở xe, chúng ta để đấy thì có ai động vào xe, xe sẽ tự chạy đi rồi. Trường hợp đấy khá là nguy hiểm. Tiếp theo mình hướng dẫn đến mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ có số 100% ở đây thì là số 100% của pin, và vạch dưới cũng là vạch của pin. Khi chúng ta đi đến còn 20-30% thì chúng ta sẽ sạc pin nhé. Tương ứng với 3-4 vạch pin thì chúng ta sẽ sạc xe. Lưu ý là chúng ta không nên sạc xe khi pin còn gần đầy hoặc hơn nửa. Khi chúng ta sạc như vậy xe sẽ bị phồng bình lên. Số bên dưới sẽ là số km mình sẽ đi được. Còn hàng bên dưới nữa là khi chúng ta vặn ga lên. Đây mình sẽ vặn ga lên. Đây nó sẽ các vạch, đây là vạch của ga nhé. Khi nào full hết là chúng ta vặn ga full lên. Đây, mặt đồng hồ chỉ còn vậy thôi. Đây nãy mình mở bằng nó remote thì bây giờ mình cũng phải tắt bằng remote nhé. Đây mình sẽ tắt vào một lần đây. Mình sẽ tắt. Tiếp theo sang bên mặt bên khi đông bên phải sẽ là các chức năng xe nhanh và chậm. Đây mình sẽ bật xe lên và demo thử. Đây là số chậm, số 1. Đây chỉ như thế này là số 1, vạch màu trắng chỉ vào số 1, nghĩa là số 1. Số 1 là số chậm nhé. Đây mình vặn hết ga. Mình vặn hết ga chỉ được 38 km/h. Và khi mình chuyển sang vạch số 2 đây, mình chuyển sang số 2 đây, xe sẽ lên 47 km/h, nhanh hơn một chút. Tiếp theo bên dưới là nút công tắc mở tắt đèn. Sang bên tay phải này, sang bên tay trái này sẽ là nút post và pha, giống y chang trên xe máy thôi. Bên dưới sẽ là xi nhan. Này, khi chúng ta bật sang phải này, chúng ta tắt thì chúng ta bấm một lần vào dưới, bên dưới sẽ là cổ. Tiếp theo là bên tay phanh sẽ có các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 này nhé. Đây. Đây,
các số này, số điều chỉnh tay phanh nhé, tay phanh gần và xa. Đây ta điều chỉnh làm sao cho phù hợp nhé. Số 6 sẽ là đây, khi chúng ta điều chỉnh thì tay phanh nó tự dán ra. Số 6 là số xa nhất, số 1 là số gần nhất, tùy bằng tay từng người, tay to hay tay bé. Vậy là xong phần đầu xe. Tiếp theo mình sẽ đến phần sau xe. Sau xe cũng có, chúng ta muốn mở cốp thì chúng ta sẽ cắm chìa khóa vào đây, mở khóa cốp đây để chúng ta vặn lên. Đây cốp của xe. Cốp của xe này khá là rộng, nhưng mà nó khá là rộng, gửi được một chiếc mũ bảo hiểm và một số đồ khác. Đây là chiếc gương cũng theo xe nhé, đèn xe điện lan anh, gương của xe. Đây automat của xe nhé. Đây automat là khi chúng ta đã đỡ chở nhiều người hoặc xe có đôi khi nó tự nhảy automat, xe sẽ không có điện. Trong trường hợp chúng ta xe không có điện thì chúng ta nên mở cốp và kiểm tra automat để xem automat có nhảy không nhé. Như thế này là automat nhảy. Đây. Vạch nó kéo xuống bên dưới automat nhảy. Và chúng ta đẩy lên trên là automat đã bật này. Khi automat bật xe có điện nhé. Đây mình đóng cốp lại. Tiếp theo sẽ đến là phần sạc của xe. Sạc của xe thì nằm ngay bên dưới yên xe đây nhé. Đây mình du vào. Đây là phần sạc của xe. Xe X-Men dùng loại sạc 3 chân giống. Đây, mình du vào hơi mở, mong các bạn thông cảm. Đây 3 chân giống. Đây là sạc theo xe. Đây là sạc theo xe của GTC đây, chứa GTC gió đây. Sạc theo xe chính hãng luôn. Đây khi chúng ta muốn sạc thì chúng ta xem 3 đầu này nhé. Ba đầu này. Đây, chúng ta cắm xe sạc vào. Xe X-Men này khi chúng ta sạc đầy chúng ta sẽ đi được 60 đến 70 km. Và lưu ý khi sạc xuống khi xe còn báo là 30 đến 40% thì chúng ta sẽ sạc xe. Và thời gian sạc là tầm 10 đến 12 tiếng. Khi sạc thì chúng ta đi về rồi chúng ta sẽ để xe nguội bình tầm 30-40 phút. Khi đi về xe sẽ bình ắc quy của xe khá nóng, nên chúng ta đợi tầm 30-40 phút để bình ắc quy chúng ta nguội thì chúng ta mới cắm sạc vào. Tương tự như vậy thì chúng ta khi sạc xong thì chúng ta rút sạc này ra. Khi chúng ta rút sạc này ra tầm 30-40 phút thì chúng ta mới đi được nhé, để xe cho nguội bình. Khi chúng ta đi luôn thì xe sẽ dễ bị phồng bình, ắc quy, tuổi thọ của ắc quy sẽ giảm xuống. Đây mình đã cắm sạc vào. Đây. Bây giờ là xe đang sáng màu đỏ đây. Màu đỏ hơi mờ nhé. Sáng màu đỏ là xe sạc đã vào nhé. Và đang sạc vào. Và khi cắm sạc nhà thì sẽ nghe thấy tiếng quạt chạy nhé. Ở đây thì mic điện thoại thì sẽ không nghe thấy, nhưng mà cắm ngoài thì các bạn sẽ nghe thấy tiếng quạt chạy khá là bé. Khi sạc đầy thì đây sẽ nó sẽ chuyển sang màu xanh nhá. Bên trên là màu xanh, bên dưới là màu đỏ. Màu đỏ là đang sạc. Đây, rút sạc vào. Khi sạc đầy thì xe sẽ sáng nhảy nhá. Sạc xe chỉ có vậy thôi. Tiếp theo là chân chống của xe. Xe điện được thiết kế chân chống khá là dài, giúp cho đòn bẩy của xe nó mạnh hơn vào. Chúng ta lên chân chống dứa. Đây cũng khá là đơn giản. Chúng ta muốn xuống chân chống dưới thì chúng ta đặt chân bên dưới trước chân chống và chúng ta đẩy xe mạnh nhẹ lên vào xe đấy. Và khi chúng ta muốn dựng chân chống dưới lên thì chúng ta ở đây là có cái bề đây và chúng ta dùng sức đẩy của người lên rồi nhẹ lên rồi xe đấy lên. Nó không giống như xe máy nó nặng rồi. Chúng ta dùng sức đẩy lên cái là xong. Vậy là xong ạ. Toàn bộ xe chỉ như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem.